những lời cảm tạ của chúng con dâng lên cho Ngài. Và chỉ một mình Chúa, vì Chúa là đấng đáng được ca ngợi từ đời đời cho đến đời đời. Ngôi Chúa bền vững đời đời, quyền bính Chúa vô cùng, và vương quốc của Chúa oai nghi rực rỡ. Chúng con đến để cảm ơn Ngài. Chúng con đến để nói rằng Chúa yêu chúng con. Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ chúng con như con ngươi của mắt Ngài. Chúng con đến để nói rằng chúng con yêu mến Chúa, và chúng con muốn dùng tất cả đời sống của chúng con để ca ngợi Chúa, và muốn dùng tất cả những điều gì mà Chúa ban cho để hầu việc Ngài, để tôn vinh danh Chúa, và để cho mọi người biết đến danh của Ngài. Và đó là mục đích mà chúng con sống tại trên trần gian này. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngài cất khỏi những ưu phiền, những ưu tư, những điều gì còn vương vấn trong lòng chúng con. Ngài phiếu trắng chúng con trong dòng huyết của Chúa, để tất cả những sự cản trở phải rời khỏi. Và lòng chúng con được trong sạch để chúng con ra mắt Ngài, để chúng con bước vào trong sự hiện diện chí thánh của Chúa trong giờ phút này. Và chúng con được học lời Chúa, được ở trong tình yêu của Ngài, và chúng con sẽ làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Ngài soi dẫn để chúng con hiểu rõ lời của Chúa và thêm lòng yêu mến Chúa mỗi ngày càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Chào tất cả các anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài mới. Chúng ta đã xong bài kính C, trang số 247. Chúng ta đã học xong tuần vừa qua. Và bây giờ thì chúng ta sang trang mới. Đó là bài số 10A, trang 248. Chúng ta cùng xem. Bài số 10A sẽ giúp cho chúng ta như thế này. Đó là chúng ta sẽ đối chiếu cả bốn sách phúc âm. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã học rất nhiều về cuộc đời của Chúa Giêsu rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đối chiếu lại. Và bài học cho chúng ta biết như thế này. Sau bài học này thì chúng ta sẽ biết rõ mỗi một biến cố chính. Mỗi một biến cố chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu được ghi lại trong những sách phúc âm. Và biết rõ ghi trong sách phúc âm nào. Và điểm thứ hai là nhờ hệ thống những cây cầu. Chúng ta học và sẽ hiểu những cây cầu là gì. Chúng ta nhìn qua trang kế bên thì chúng ta sẽ thấy những cây cầu. Đó là phần giới thiệu về cuộc đời của Chúa Giêsu, thời thơ ấu của Chúa Giêsu, rồi đến thời thanh xuân của Ngài, rồi năm chuẩn bị, năm được mến mộ, rồi năm khổ nạn, và sau đó là giai đoạn Chúa Giêsu phục sinh. Và họ muốn rằng trong cuốn Kinh Thánh của chúng ta sẽ ghi rõ những phần này. Có thể ghi bằng viết chì cũng được, ghi rõ những phần này. Để rồi khi chúng ta nhìn vào quyển Kinh Thánh thì chúng ta biết đây là phần mở đầu, đây là thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đây là năm khổ nạn của Chúa, và chúng ta có những cây cầu để nối kết lại với nhau. Và chúng ta nhìn xuyên suốt được cả một bức tranh về cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc bắt đầu cho đến khi Chúa chịu chết trên cây thập tự, rồi Chúa Giêsu sống lại. Và nhờ những hệ thống, những cây cầu đã được đánh dấu trong Kinh Thánh của quý vị. Có thể tôi không có hướng dẫn chi tiết, nhưng mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy họ ghi rất rõ, và chúng ta sẽ ngồi xuống để đánh dấu. Vì nếu mà tôi ngồi với quý vị mà đánh dấu thì mất rất nhiều thời gian, cho nên quý vị phải là người làm điều đó chứ không phải là tôi. Cho nên tôi chỉ cho quý vị chỗ nào, rồi quý vị sẽ ngồi ở tại nhà và đánh dấu. Để rồi nhờ đánh dấu những cây cầu như vậy mà quý vị có thể nhận diện được mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu được ghi lại trong các sách phúc âm. Rồi, bây giờ thì chúng ta nhìn thoáng qua trang số 249.
chúng ta sẽ không có đi sâu vào. Nhưng mà sau khi học xong bài số 10A, thì chúng ta nhìn lại trang đầu, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ nhìn vô có vẻ hơi bối rối, nhưng mà thật sự đây là những gì mà chúng ta đã học được cho đến giờ phút này, từ quyển 1 cho đến quyển 5. Chúng ta thấy phần giới thiệu được ghi lại trong Matthew, Mark, Luca và Giăng. Có sách thì có nói về điều đó, nhưng mà có sách thì không có nói. Và khi không có nói thì họ để gì? Để trống. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy. Rồi đến giai đoạn kế tiếp là thời thơ ấu của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng thấy thời thơ ấu thì có Matthew nói, Luca nói, nhưng mà Mark và Giăng thì không có nói đến. Đó là lý do mà chúng ta cần phải dùng phương pháp đối chiếu. Vì nếu không dùng phương pháp đối chiếu thì chúng ta đọc trong Mark và chúng ta sẽ nói rằng ồ, đâu có nói gì về thời thơ ấu của Chúa Giêsu đâu. Rồi khi chúng ta chia sẻ lời Chúa thì chúng ta nói rằng thời thơ ấu của Chúa Giêsu tôi không biết gì cả, Kinh Thánh không nói gì cả. Ồ, như vậy thì không đúng. Tại vì không có ghi ở trong Mark, nhưng mà chúng ta nhìn rõ ràng có ghi trong đâu? Trong Matthew và Luca. Cho nên đó là lý do chúng ta phải dùng phương pháp đối chiếu. Và tôi rất thích dùng cuốn Kinh Thánh của Mỹ. Họ gọi là Bible Study, có nghĩa rằng nghiên cứu Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh mà dùng để nghiên cứu lời của Chúa, chứ không phải quyển Kinh Thánh tiếng Anh mà đọc bình thường, thì quyển này nó dày hơn ít nhất là gấp đôi cuốn Kinh Thánh bình thường. Nhưng mà cuốn Kinh Thánh đó họ ghi rất đầy đủ. Ví dụ thôi, Matthew đoạn 1, câu 20 đi, thì câu chuyện ở ngay chỗ đó được ghi lại trong Mark và Luca thì họ cũng ghi rõ luôn. Ngay đó chúng ta sẽ thấy họ ghi rõ là câu chuyện này được ghi ở đâu. Giúp cho chúng ta nhiều lắm. Khi chúng ta soạn bài giảng hay là khi chúng ta soạn một bài học Kinh Thánh, chúng ta nhìn vào và chúng ta biết được ngay. Tại vì bộ nhớ của tôi cũng nhớ không có tốt, cho nên tôi cần những quyển Kinh Thánh như vậy. Những quyển Kinh Thánh vậy chỉ có mấy chục đô thôi. Quý vị nếu muốn tôi giới thiệu thì tôi sẽ giới thiệu cho quyển Kinh Thánh như vậy. Quý vị học lời Chúa thấy nó dễ hơn rất nhiều. Còn Kinh Thánh của tiếng Việt của mình thì có ghi không? Không có ghi. Cho nên ví dụ như chúng ta nhìn vào trong Luca đoạn 3 thì chúng ta cũng không biết rằng từ câu 1 cho đến câu 20 chẳng hạn thì có được ghi lại trong Matthew không? Hay là có được ghi lại trong sách Mark không? Không biết. Chúng ta không biết. Cho nên tôi khuyên quý bạn chị em nên mua một quyển Kinh Thánh mà họ gọi là Bible Study. Và quý vị lật ra thì sẽ thấy đầy đủ, không thiếu gì cả. Và rồi thì việc học Kinh Thánh của chúng ta dễ dàng. Chúng ta soạn một bài học Kinh Thánh dễ dàng hơn nhiều. Và nhất là những người mục sư như tôi, soạn bài giảng thì cũng dễ dàng hơn. Bởi vì tôi biết được đoạn Kinh Thánh đó nằm ở đâu để tôi có thể đối chiếu. Và bây giờ chúng ta đến năm chuẩn bị. Năm chuẩn bị số 2 thì chúng ta thấy rằng được ghi lại ở Matthew, Mark, Luca và sách Giăng đều có ghi hết. Rồi đến năm mến mộ cũng được ghi hết trong 4 sách Phúc Âm. Rồi đến năm khổ nạn chúng ta cũng thấy được ghi hết trong các sách Phúc Âm. Rồi đến giai đoạn sau phục sinh cũng được ghi hết lại trong các sách Phúc Âm. Bây giờ chúng ta thấy được cái bối cảnh chưa? Chúng ta thấy được một bức tranh chung chung chưa? Và như vậy sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc học lời của Chúa và hiểu rõ hơn. Chúng ta cần đối chiếu là như vậy. Ví dụ đây là một bức tranh. Nó có 4 phần. Câu chuyện, cùng một câu chuyện nhưng mà được thuật lại trong Matthew, Mark, Luca và Giăng.
Nếu chúng ta chỉ đọc trong Matthew không thôi thì cái bức tranh đó chúng ta mới nhìn thấy dường như có một góc thôi, phải không? Có một góc thôi. Cho nên chúng ta cần phải đọc trong Mark, Luca và Giăng. Bây giờ chúng ta mới nhìn thấy một bức tranh trọn vẹn, một bức tranh đầy đủ những chi tiết rất là sống động. Cho nên đó là lý do mà chúng ta cần dùng phương pháp đối chiếu. Và với quyển Kinh Thánh tiếng Anh như tôi nói, thì họ ghi sẵn ở ngay trên câu mà quý vị đọc. Ngay trên câu chuyện mà quý vị đọc. Không cần phải tìm đâu cả. Rồi, bây giờ chúng ta sang trang kế tiếp. Trang 250. Quan trọng. Quan trọng điều gì? Đó là bài học hôm nay ôn lại mọi điều mà chúng ta đã học về cuộc đời của Chúa Giêsu. Và không biết quý ông bà anh chị em học quyển cuộc đời Chúa có thế Giêsu thì trong bao nhiêu năm. Nhưng mà hội thánh của chúng tôi thì bắt đầu từ năm 2013 hay 14 gì đó. Thì chúng tôi bắt đầu học quyển 1. Và tới ngày hôm nay là để tôi xem. Là tôi hôm bữa tôi chín nơ, tôi tính lại là 9 năm. Sau 9 năm, mỗi tuần đều học. Và sau 9 năm, thì hiện nay Hội Thánh Đức Tin chỉ mới đến bài số 9 thôi. Tức là còn thua quý vị một bài. Mới bài số 9 A hay B vậy thôi. Sau 9 năm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng đó là lời Chúa nó sâu nhiệm vô cùng. Mặc dầu sau 9 năm mà vẫn chưa hết được 5 quyển nữa. Và chúng ta phải học lời Chúa để hiểu được lời của Chúa càng hơn. Và điểm thứ hai mà bà học nhắc đến đó là những cây cầu. Những cây cầu tôi cũng vừa mới nhắc cho quý bạn chị em đó là thời thơ ấu, rồi thời niên thiếu. Đó là những cái cây cầu để cho chúng ta nối kết lại từ lúc Chúa Giêsu ra đời cho đến khi Chúa thi hành chức vụ, rồi Chúa chịu chết, rồi Chúa thăng thiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu phần đầu tiên, đó là phần giới thiệu. Phần giới thiệu có nghĩa là trước khi Chúa Giáng sinh thì Kinh Thánh nói trước điều gì về sự Giáng sinh của Chúa, giới thiệu trước cho chúng ta biết. Và phần giới thiệu này được ghi lại ở ba nơi. Chúng ta nhớ thứ nhất là ở đâu? Matthew đoạn 1. Thứ hai là ở đâu? Luca đoạn 1. Và thứ ba là ở trong Giăng đoạn 1, từ câu 1 đến câu 18. Đó là phần giới thiệu về Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta cùng mở ra trong Matthew đoạn 1. Chúng ta không có thời gian để đọc hết Matthew đoạn 1 và Luca đoạn 1. Nếu chúng ta đọc thì coi như là bữa nay chúng ta không học gì nữa hết, là chúng ta đọc là xong luôn. Cho nên đó là lý do mà tôi nói với quý bạn chị em rằng trước khi học chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đọc trước. Chứ còn nếu vào đây mà đọc như vậy thì không còn thời gian nữa. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể như vậy. Matthew đoạn 1 chúng ta cùng mở ra và chúng ta chỉ đọc tựa đề lớn phía trên thôi. Bây giờ xin mở ra, tất cả cùng mở ra để theo dõi. Matthew đoạn 1, tựa đề lớn nhất đầu tiên là gì? Đó là gia phổ của Jesus Christ. Rồi kế tiếp, câu thứ 18. Nói về gì? Nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Rồi, chúng ta nhớ ha. Bây giờ chúng ta để tay ở đó, hay là chúng ta dùng cái giấy chúng ta lót ở đó. Bây giờ chúng ta qua Luca đoạn 1. Rồi chúng ta cùng lấy giấy chúng ta lót ở Luca đoạn 1 để chúng ta lật qua lật lại cho nó nhanh. Rồi Luca đoạn 1, cái tựa đề rất lớn đó là gì? Sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu và thở ngài còn nhỏ. Và đầu tiên đó là gì? Lời tiên tri về sự sanh ra của Giăng Baptist. Rồi chúng ta cùng xem kế tiếp. Rồi kế tiếp là gì? Là thiên sứ báo tin Đức Chúa Giêsu giáng sinh. Rồi kế tiếp là Mary thăm ai?
thăm Elizabeth. Elizabeth là mẹ của ai? Của John Baptist. Yeah. Và kế tiếp là bài ca tụng của Mary. Rồi, phần kế nữa đó là John Baptist ra đời. Rồi, bây giờ chúng ta lấy giấy chặn lại ở đó. Bây giờ chúng ta cùng đến sách Giăng. Sách Giăng đoạn 1. Sách Giăng đoạn 1 thì tựa đề là gì? Chúng ta nhìn xem tựa đề là gì. Bắt đầu. Không có lời. Không, không, không. Cái tựa đề đó. Vì chúng ta chỉ đọc tựa đề thôi, chứ chúng ta không đọc 18 câu này. Chúng ta không có thời gian. Quý vị phải đọc tại nhà. Nhưng mà tựa đề là gì? Ngôi lời trở nên xác thịt. Đúng rồi. Tựa đề đó là ngôi lời đã trở nên xác thịt. Và ngôi lời là ai mà đã trở nên xác thịt như vậy? Đó là điều mà chúng ta sẽ học, phải không? Như vậy, Matthew đoạn 1, Luca đoạn 1 và Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 18 được gọi là gì? Đó là phần giới thiệu về cuộc đời của Chúa Jesus Christ. Rồi. Bây giờ chúng ta đã xem qua rồi. Bây giờ tôi sẽ thử bộ nhớ của Quyên và anh chị em để xem chúng ta nhớ đến đâu. Và các anh chị em Hội Thánh Đức Tin cũng như là Đời Sống Mới sẽ nói nha. Ok. Bây giờ chúng ta cùng xem câu 2. Và chúng ta nhớ là không có nhìn đáp án. Và chúng ta dùng bộ nhớ của mình sau khi đọc thoáng qua Matthew đoạn 1, Luca đoạn 1 và Giăng đoạn 1. Bây giờ chúng ta trả lời. Matthew đoạn 1 hay Luca đoạn 1 cho chúng ta biết về bản gia phổ của Chúa Giêsu qua Joseph và báo tin Chúa Giêsu giáng sinh cho Joseph. Matthew đoạn 1 hay Luca đoạn 1 nói điều này. Matthew đoạn 1. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn các anh chị em. Rất đúng. Thứ hai, sự báo tin Chúa Giêsu giáng sinh cho Mary. Rồi Mary đến thăm Elizabeth và rồi Giăng Baptist ra đời. Luca. Yes, đúng rồi. Luca đoạn 1. Rồi. Bây giờ nếu chúng ta xem trong phụ lục 6. À, tôi nghĩ rằng để tôi làm bài sau đi. Tại vì nếu mà cứ lật tới lật lui như vậy thì nó rối loạn hết. Cho nên bây giờ để chúng ta đi trong cái bài học này trước đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến cái phụ lục A và chúng ta làm bài hết luôn. Còn bài học thì học theo cách là lật qua lật lại, lật qua lật lại như vậy. Thì tôi nghĩ hơi khó cho nguyên bạn chị em. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục nha. Rồi. Trong phần giới thiệu. Đức Chúa Trời báo tin Chúa Giêsu Giáng sinh. Trước hết là báo tin cho ai trước? Theo chúng ta nghĩ là báo tin cho ông Joseph trước hay là báo tin cho bà Mary trước? Bà Mary trước. Mary trước. Đúng Mary rồi. Trước hết là báo tin cho bà Mary được ghi lại ở đâu? Trong Matthew. Okay. Matthew. No. Oh, Luca. Luca. Trong Luca. Một. Đúng rồi. Và sau đó thì thiên sứ báo tin cho Joseph. Vì chúng ta nhớ rằng thiên sứ báo tin cho Mary trước, rồi Mary mang thai. Và lúc bấy giờ thì Mary hứa gả cho Joseph và Kinh Thánh nói rằng Mary hứa gả nhưng chưa ăn ở với Joseph. Thì Joseph nghe tin là nàng đã có thai. Vì vậy trong Ma-thiơ đoạn 1 thì ghi lại bức tranh hay là chúng ta hình dung là Joseph đang bối rối vì tự nói trong lòng rằng Mary là một người nữ kính sợ Chúa, một người đoan trang, chính trực, nhưng không hiểu vì sao lại có thai, mà thai với người nào vậy? Và Joseph bối rối lắm. Và Kinh Thánh ghi lại là đang khi Joseph bối rối như vậy thì thiên sứ của Chúa hiện ra và nói với Joseph rằng Mary có thai không phải do con người, không phải do phạm tội tà dâm hay là ăn ở bất chính với một người đàn ông nào đâu. Con đừng có bối rối sợ hãi. Và
cái thai đó là đến từ Đức Chúa Trời, bởi Đức Thánh Linh mà ra. Cho nên con trai mà Mary sanh ra sẽ được gọi là Giê-xu, và chính Chúa Giê-xu sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Và khi nghe thiên sứ nói như vậy thì Joseph làm sao? Bình an và rất vui ở trong lòng vì được góp phần vào trong một chương trình thật vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng dầu sách Matthew đứng trước, nhưng mà thật sự theo cái thứ tự là thiên sứ đến với Mary trước ở trong Luca đoạn 1. Rồi sau khi Mary có thai thì Joseph hay tin, thì lúc bấy giờ thiên sứ mới đến để báo tin cho Joseph trong Matthew đoạn 1. Rồi bây giờ chúng ta nắm rõ câu chuyện ha. Cả hai lời báo tin đều ở tại cùng một thành phố. Tức là thiên sứ Gabriel đến báo tin cho Mary, và sau đó báo tin cho Joseph, và bài học nó cho chúng ta biết rằng ở tại cùng một nơi, tại cùng một thành phố, đó là ở đâu? Đó là ở tại làng Nazareth. Ở tại làng Nazareth. Nhưng mà các biến cố cách nhau khoảng thời gian chừng 6 tháng. Có nghĩa rằng báo tin cho Mary xong rồi cũng ở tại làng Nazareth, thì 6 tháng sau thiên sứ báo tin cho Joseph. Và Kinh Thánh ghi rất rõ, tôi nghĩ rằng tôi cần đố Kinh Thánh ở chỗ này. Nếu nguyên bàn cho em hỏi rằng một sư Tuấn vì sao mà lại biết như vậy, thì Kinh Thánh ghi rõ như vậy đó. Cho nên nếu mà ai không biết thì yêu cầu phải về đọc lại mấy đoạn đầu của Matthew và Luca thì sẽ biết, phải không? Rồi, thì chúng ta cùng tiếp tục. Và trong thời gian đó thì Mary đi về phía nam. Chúng ta biết là Nazareth thì ở xứ Galilee ở phía bắc. Mary đi đến Jude, và Jude thì nằm ở phía nam. Và Mary đã đi đến đâu? Mary đã đi đến nhà của Elizabeth, trong vùng Jude. Jude. Và được sách nào thuộc lại? Được Luca thuộc lại. Và cũng chính trong sách Phúc Âm này, chúng ta nghe về Giăng Baptist. Và Giăng Baptist đã ra đời. Và điều đó cũng được thiên sứ Gabriel báo tin cho Elizabeth và Zachary. Và nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng vị thiên sứ báo tin, báo những tin của Đức Chúa Trời cho con người, đó là Gabriel. Và khi mà tranh chiến với ma quỷ thì thường không có mặt thiên sứ Gabriel. Nhưng mà Kinh Thánh nói đến thiên sứ gì? Michael, phải không? Michael. Dạ. Yeah. Cho nên thiên sứ Gabriel giống như là tướng gì? Giống như tướng văn á. Tướng văn. Michael là tướng võ. Tướng võ. Dạ. Yeah. Chúng ta không hiểu hết về thiên sứ đâu. Nhưng mà tôi muốn nói với nguyên bàn chị em rằng thiên sứ của Chúa có nhiều cấp bậc và có nhiều vai trò khác nhau. Khi báo tin thì không có thấy Michael báo tin bao giờ hết. Nhưng mà khi chiến trận là thấy có mặt của thiên sứ đó. Nhưng mà khi báo tin thì luôn luôn là Gabriel. Và mỗi thiên sứ đóng một vai trò khác nhau. Rồi chúng ta xem câu 6. Bây giờ thì giúp cho chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta đã đọc thôi. Dạ. Số 5 á. Số 5 tại sao trong sách nói là nó là hai cái biến cố mà Joseph mà thiên sứ báo tin á là khoảng thời gian 3 tháng. Ok. Là... Ở trong đâu chị Linh? Tức là trong câu nào? Dạ câu số 5. Câu số 5
ở đoạn nào? Họ trả lời là 3 tháng. Ok. Dạ. Và sao chưa có hiểu chỗ này một xíu. Ba tháng. À, 3 tháng. Ok. Được rồi. À, 3 tháng. Như vậy là chắc là tôi nói nhầm đó. 3 tháng. Dạ. Yeah. Hai biến cố cách nhau chừng 3 tháng. Ok. Sorry. Được rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Câu 6 ha. Nếu mà tôi có đọc nhầm chỗ nào thì quý bạn chị em nhớ cho tôi biết nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem những biến cố sau đây và cho biết rằng ở trong Luca hay là trong Matthew. Chúng ta cùng trả lời ha. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu được báo trước cho Mary. Được ghi lại đâu? Luca. Mary đến thăm Elizabeth tại Jude. Luca. Giăng Baptist ra đời. Luca. Very good. Đúng rồi. Rồi, gia phổ của Chúa Giêsu qua Joseph. Matthew. Rồi, thiên sứ báo cho Joseph biết Chúa Giêsu Giáng sinh. Matthew. Rồi, rất là tốt. Bây giờ, phần giới thiệu trong phúc âm Giăng hoàn toàn khác với Matthew và Luca. Chúng ta nhớ điều đó. Sách Giăng nó sâu nhiệm lắm. Sách Giăng nói về thần học, nói về lý do vì sao Chúa Giêsu Giáng sinh, và Matthew và Luca nói giống như là tường thuật lại câu chuyện nó như thế nào. Nhưng mà sách Phúc Âm Giăng thì cho chúng ta một bức tranh hoàn toàn khác. Và khi chúng ta đọc lại Giăng thì chúng ta thấy nó khác lắm. Cho nên ở đây nói phần giới thiệu trong Phúc Âm Giăng hoàn toàn khác với Matthew và Luca. Chúa Giêsu được xưng bằng danh hiệu nào? Emmanuel. Trong Giăng, sách Giăng, Chúa Giêsu được xưng bằng danh hiệu nào? Ngôi lời. Ngôi lời. Đúng rồi. Ngôi lời chánh linh sắc thật. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp nha. Và Chúa Giêsu đã ở cùng ai? Ở cùng Đức Chúa Trời. Ở cùng Đức Chúa Trời, rất đúng. Và từ khi nào? Ban đầu. Từ lúc đầu. Không biết là bao lâu nữa. Mình thì cần có cái khởi điểm. Như là tôi sanh vào năm 1900 bao nhiêu đó. Hay là Phúc sanh vào năm 1900 bao nhiêu đó. Mỗi chúng ta cần có cái khởi điểm. Nhưng Chúa Giêsu thì không có cái khởi điểm và cũng không có cái điểm kết thúc giống như chúng ta. Cho nên Kinh Thánh chỉ ghi lại rằng từ lúc ban đầu. Thì Chúa Giêsu đã ở cùng Đức Chúa Trời. Và theo câu này thì Chúa Giêsu là ai? Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rõ Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa. Chúng ta cần phải nắm vững Giăng đoạn 1. Vì sao vậy? Vì chứng nhân Đức Giê-hô-va thì họ không tin. Họ cho rằng Đức Chúa Trời chỉ có một ngôi. Một ngôi duy nhất, đó là Đức Chúa Cha mà thôi. Đức Chúa Cha cũng chính là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu, theo chứng nhân Đức Giê-hô-va, là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, có thể Chúa Giêsu cao hơn chúng ta, có quyền năng cao hơn chúng ta, nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, thì Chúa Giêsu cũng chỉ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời mà thôi. Và Đức Thánh Linh, thì chứng nhân Giê-hô-va tin rằng đó là power của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà Đức Chúa Trời làm phép lạ, thì cái power đó, cái quyền năng đó chính là gì? Là Đức Thánh Linh. Và đó là điều mà chứng nhân Đức Giê-hô-va tin. Và chúng ta biết rằng chứng nhân Đức Giê-hô-va thì rất là siêng năng, sốt sắng trong việc đi làm chứng. Chúng ta phải kính trọng họ ở điểm này. Mặc dầu điều họ tin không đúng với Kinh Thánh,
nhưng chúng ta là những người tin đúng Kinh Thánh. Nhưng mà tinh thần làm chứng của chúng ta, tôi phải nói thật, là yếu hơn chứng nhân Đức Giê-hô-va rất nhiều. Yếu hơn cả Mọc Môn. Mọc Môn thì tà giáo còn kinh khiếp nữa. Nhưng mà đi làm chứng thì rất xiên. Và luôn luôn đi hai người. Và tôi nhớ rằng sáng thứ bảy nào, hầu như là họ cũng đổ quân xuống, giống như thủy quân lục chiến, hay là nhảy dù, đổ bộ xuống vậy. Một chiếc xe đến, rồi có 4-5 cặp đi từng đôi với nhau, đi đến từng nhà, gõ cửa và làm chứng. Chứng nhân Đức Giê-hô-va làm chứng rất sốt sắng. Và nếu quý vị mở cửa, thì họ sẽ nói cho quý vị nghe những điều mà tôi vừa mới nói. Tức là chỉ có một Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh là cái power của Ngài, cái quyền năng của Ngài. Và chúng ta cần biết rõ Kinh Thánh để nói chuyện và trả lời với họ, đặc biệt trong sách Giăng. Sách Giăng nói như thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Chúng ta sẽ nói với họ thế này, Kinh Thánh ghi rõ ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời chính là ai? Chính là Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cũng ghi rõ như vậy. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Có nghĩa rằng, ngôi lời đó dựng nên cả thế giới này, dựng nên cả vũ trụ này, dựng nên con người của chúng ta. Và câu 4 nói rằng trong Ngài có sự sống. Tức là ngôi lời đó là nguồn của sự sống, để ban sự sống cho muôn loài vạn vật, và ban sự sống cho con người. Và câu nào chứng minh ngôi lời chính là Chúa Giê-xu? Vì câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 thì chỉ nói rằng ngôi lời như vậy thôi. Nhưng mà câu nào chứng minh rằng ngôi lời đó chính là Chúa Giê-xu? Câu 14, sư. Dạ, câu 14. Chúng ta cùng xem. Chúng ta xem câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Và câu này nói rất rõ, ngôi lời đó đã trở nên xác thịt. Có nghĩa rằng 2000 năm cách đây, Chúa Giê-xu đã mang lấy thân xác con người. Để làm gì? Chúa Giê-xu mang lấy thân xác con người, điểm quan trọng, một trong những điểm quan trọng, đó là Chúa Giê-xu có thể gánh thai tội lỗi cho con người. Chúa Giê-xu có thể chết trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của tôi và quý bạn chị em. Vì chúng ta biết rõ thần linh không chết được. Linh hồn của chúng ta cũng đâu chết được. Nếu ai đó giết tôi thì chỉ giết được phần thân xác nhưng không giết được phần linh hồn. Vì vậy, Chúa Giê-xu cần mang lấy thân xác của con người để rồi có thể đền tội thay cho con người. Đó là một trong những lý do quan trọng. Trên Kinh Thánh nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt. Và nếu chúng ta đọc trong sách Giăng nhất, thì Sứ đồ Giăng là người cũng đã viết sách Giăng này, nói rất rõ, nếu ai chối bỏ Chúa Giê-xu mang lấy thân xác con người, thì người đó là kẻ chốc nghịch Đấng Christ. Cho nên, nếu chúng ta nói chuyện với chứng nhân Giê-hô-va, chúng ta sẽ dùng Giăng đoạn 1 để cho họ thấy rõ như vậy. Và Kinh Thánh nói rằng ngôi lời từ lúc ban đầu đã ở cùng với Đức Chúa Trời, và ngôi lời cũng chính là Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà Chúa mang lấy thân xác con người, thì trong cái cương vị đó thì Chúa giống như là gì? Là con của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa giáng thế làm người thì Kinh Thánh gọi là con của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa được hoài thai bởi Thánh Linh, thì khi Chúa ra đời thì trong cái cương vị đó giống như là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Kinh Thánh xác nhận rằng từ lúc ban đầu thì Chúa Giê-xu ở cùng Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu chính là gì? Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 thì cũng nói rất rõ, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức một con trai ban cho chúng ta,
quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng vô luận. Tại vì Đức Chúa Trời quyền năng là Cha đời đời, là Chúa bình an. Như vậy con trẻ được sinh ra cho chúng ta đó được gọi là gì? Được gọi là Đức Chúa Trời quyền năng là Cha đời đời. Chúng ta có rất nhiều câu kinh thánh để có thể chứng minh rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Vì sao tôi cần giải thích? Vì đôi lúc chúng ta đọc trong kinh thánh nói Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời làm cho một số người bị confused. Và chắc chắn rằng chứng nhân Đức Giê-hô-va cũng bị confused. Và họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu là con có nghĩa là vật thọ tạo. Và nếu Chúa Giê-xu là vật thọ tạo thì Chúa Giê-xu với chúng ta là gì? Là anh em. Thì giống nhau. Phải không? Thì làm sao Chúa Giê-xu có thể cứu chúng ta được? Giống với chúng ta mà. Phải không? Dạ. Thì như vậy là nó phá đổ hoàn toàn nền tảng đức tin của Cơ Đốc giáo, nhất là sự cứu chuộc của Chúa Jesus Christ. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại trong bài học để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về điều đó. Và trong văn đoạn 1 câu 1 thì chúng ta ghi chữ là phần giới thiệu ở trên đó. Để rồi khi chúng ta nhìn lại, chúng ta có cái cầu để nối lại với nhau. Và trong phần giới thiệu, văn đã nêu bối cảnh thần học cho sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Matthew và Luca không nói đến bối cảnh thần học, chỉ kể lại câu chuyện. Nhưng mà Giăng thì nói đến bối cảnh thần học về sự giáng sinh của Chúa. Và ông giải thích về giáo lý nhập thể. Giáo lý nhập thể có nghĩa rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng đã nhập thể, nhưng đã mang lấy thân xác của con người, rồi được sinh ra, trở thành một con người, sống như một con người, và chết trên cây thập tự, giống như một con người vậy. Nhưng mà cuối cùng đã sống lại như thế nào? Thì chúng ta hiểu được về giáo lý nhập thể của Chúa Giê-xu. Để làm gì? Để rồi có thể giúp cho chúng ta hiểu được câu chuyện đơn sơ về lời báo tin Chúa Giê-xu giáng sinh trong sách Matthew và Luca. Dường như Matthew và Luca thuật lại sự giáng sinh của Chúa, chúng ta thấy câu chuyện nó có vẻ đơn sơ. Chúng ta không thể hiểu rõ được sự màu nhiệm đó nếu không có sách văn. Vì vậy, như tôi nói với quý bạn chị em, chúng ta cần phương pháp đối chiếu. Về sự giáng sinh của Chúa, chúng ta cần đọc Matthew đoạn 1, Luca đoạn 1 và Văn đoạn 1. Thì chúng ta mới có một bức tranh đầy đủ được. Còn nếu không thì sẽ thiếu sót rất nhiều. Và câu 10, đó là phần mà chúng ta sẽ làm bài tập ở tại nhà. Rồi, chỗ nào thì chúng ta ghi trong Kinh Thánh là sự giáng sinh của Chúa, rồi phần giới thiệu thời thơ ấu, thời niên thiếu, đó là điều mà chúng ta làm ở tại nhà nha. Chúng ta không làm ở tại đây. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu thứ 11. Bây giờ chúng ta có ba sách là sách Văn, Luca và Matthew. Bây giờ tôi đọc, rồi chúng ta sẽ cho biết Văn, Matthew hay là Luca. Bối cảnh thần học của sự nhập thể của Chúa Giê-xu. Văn. Văn, đúng rồi. Báo tin Chúa Giê-xu giáng sinh cho Mary. Luca. Đúng rồi. Mary đi thăm Elizabeth. Matthew. Luca. Luca. Mary đi thăm Elizabeth là cũng là sách Luca. Rồi Giăng Baptist ra đời. Luca luôn. Luca. Luca. Rồi gia phổ của Chúa Giê-xu qua Joseph. Matthew, đúng rồi. Báo tin Chúa Giê-xu ra đời cho Joseph. Matthew, đúng rồi. Như vậy chúng ta nhớ những gì liên quan đến Joseph thì ở sách Matthew, và những gì liên quan tới Mary thì tập trung ở Luca. Rồi. Chúng ta còn thời gian một chút thôi. Bây giờ câu số 12 cũng là bài tập chúng ta tự làm ở nhà luôn. Mà thật ra đó, bài học nói rằng bài tập này chúng ta đã làm từ quyển 4 kìa. Nhưng mà nếu ai lỡ thiếu hay là quên làm thì hãy làm đi.
Cho nên tôi khích lệ quý bạn chị em nên làm, để khi chúng ta đọc Matthew, Mark, Luca, Giăng thì chúng ta có những cái cây cầu để nối lại và chúng ta thấy được từng giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Như vậy dễ hơn cho chúng ta khi đọc chứ phải không? Dạ, chúng ta nên làm. Rồi, bây giờ chúng ta xem câu 14. Hai phân đoạn kinh thánh thuật cho chúng ta các biến cố của thời thơ ấu. Đó là Matthew đoạn 2 và Luca đoạn 2, chính câu 38. Bây giờ phần giới thiệu đã xong. Bây giờ chúng ta bước sang phần gì? Đó là thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta cùng mở ra Matthew đoạn 2, chúng ta cũng vậy. Chúng ta đọc lướt qua thôi, đọc cái tựa đề thôi. Matthew đoạn 2. Rồi, ai có thể đọc lớn tiếng đi. Cái tựa đề đầu tiên, Matthew đoạn 2 là gì? Các bác sĩ và vua Herod trốn qua nước Egypto. Đúng rồi. Đầu tiên đó là các bác sĩ và vua Herod. Và kế tiếp đó là trốn qua nước Egypto. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 2. Bây giờ chúng ta đọc tựa đề đi. Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, rất đúng. Và kế tiếp là gì? Bà ca tụng là làm lễ dân coi nơi đền thờ. Đó là làm lễ dân Chúa Giêsu đó, làm lễ dân Chúa Giêsu tại nơi đền thờ Jerusalem. Đúng rồi. Và kế tiếp là gì? Bài ca tụng của ai? Bài ca tụng của Simeon. Rồi tới là bà tiên tri Anne. Anne. Rồi ngưng ở tại đó, đến 38 là xong đó. Rồi câu 41 là nó là lúc đó là Chúa Giêsu bao nhiêu tuổi rồi? 41 là Chúa Giêsu 12 tuổi lên đền thờ, cho nên cái này không còn thơ ấu nữa mà niên thiếu, phải không? Như vậy là dừng lại câu 38 là đúng. Đó, chúng ta thấy được bối cảnh chưa? Chúng ta nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta trả lời nè. Những người chăn chiên thì chúng ta thấy được ghi lại ở đâu? Khi Chúa Giêsu giáng sinh, những người chăn chiên đã nghe tin, đã nghe tin các thiên sứ báo về sự giáng sinh của Chúa thì họ đã đến để thờ phượng Ngài. Được ghi lại đâu? Luca. Ok. Rồi các nhà thông thái đến để thờ lại Chúa Giêsu được ghi lại đâu? Matthew. Rồi. Bây giờ chúng ta thêm một chút nữa rồi chúng ta ngưng ha. Ngưng ở thời thơ ấu của Chúa Giêsu nha. Bây giờ thì chữ L là Luca, rồi chữ M là Matthew. Bây giờ chúng ta cùng xem Luca hay là Matthew. Cuộc kiểm tra dân số và hành trình đến Bethlehem của Mary và Joseph. Matthew. Được ghi lại ở Luca. Vì Luca đoạn 2 Luca chúng ta 2. Nhớ là một đoạn kinh thánh mà thường học thuộc lòng trong dịp lễ Giáng sinh. Caesar Augusta ra chiếu chỉ và lập sổ dân trong toàn thiên hạ. Những câu rất là quen thuộc, phải không? Là trong Luca. Rồi Chúa Giêsu Giáng sinh được đặt trong máng cỏ. Matthew, Bethlehem. Ở Matthew. Luca. Ở sách Luca. Chứ không Luca phải luôn. Matthew. Chúng ta rất là bị confused. Cho nên sau khi học xong, tôi đề nghị quý ông bà anh chị em trong tuần này chúng ta sẽ đọc Matthew đoạn 1 và đoạn 2, Luca đoạn 1 và đoạn 2 và Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 18. Chúng ta phải đọc lại, chứ còn không là chúng ta sẽ cảm thấy bối rối. Rồi, 40 ngày tinh sạch của Mary lên thành Jerusalem và trở về. Ở Luca. Rồi chuyến thăm của các mục đồng đến để thờ phượng Chúa. Được ghi lại ở Luca đoạn 2 luôn. Luca, đúng rồi. Rồi chuyến thăm của những nhà thông thái. Matthew. Rồi Chúa Giêsu lánh nạn sang Ai Cập. Lý do là vì thiên sứ đến báo tin là Herod làm gì? Tìm giết Chúa Giêsu con trẻ. Và trong đêm thì Joseph đã dẫn Mary và
hài nhi Giê-xu lánh nạn sang Ê-díp-tô được ghi lại trong Ma-thi-ơ. Có một điều nữa mà chúng ta sẽ dành thời gian trong tuần tới, đó là 40 ngày tinh sạch của Mary. Và chúng ta biết là luật Do Thái thì khi sinh con trai thì cần bao nhiêu ngày, khi sinh con gái thì cần bao nhiêu ngày, và sau những ngày đó rồi thì lên đền thờ dân của lễ, bây giờ mới được trở nên tinh sạch. Luật về sự tinh sạch được ghi lại rất rõ trong lời của Chúa qua luật pháp của Môi-se. Và đó là điều mà chúng ta sẽ học thêm để hiểu rõ thêm về, về điều này. Dạ, chúng Lê-vi ký sẽ không được tới. Chúng Lê-vi ký. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngừng bài học ở tại đây. Và chúng ta đã học qua được rất nhiều điều, phải không? Thứ nhất là chúng ta nhớ điều gì? Sau khi học xong, chúng ta sẽ nhớ những biến cố chính trong cuộc đời của Chúa. Và chúng ta sẽ nhớ những cây cầu chúng ta chịu khó về viết lại trong Kinh Thánh của mình. Để khi đọc thì chúng ta biết đến từng giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và đặc biệt chúng ta tập trung vào sách Giăng. Vì Giăng nói đến một lẽ đạo rất là sâu nhịp. Thế nào Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? Ở với Đức Chúa Trời, ở cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa đã rời thiên đàng đến trần gian này, mang lấy thân xác của con người, để rồi Chúa chịu khổ nhục vì cớ tội lỗi chúng ta như thế nào. Thì Giăng đoạn 1 đã giải thích cho chúng ta điều đó. Và khi chúng ta học rõ Giăng đoạn 1 thì cũng giúp cho chúng ta, để giúp cho những anh em chứng nhân Giê-hô-va, nếu họ đến nhà chúng ta gõ cửa, thì nếu chúng ta có dịp nói chuyện với họ thì chúng ta cũng nên trình bày về lời của Chúa để giúp cho họ hiểu được lẽ thật của Ngài. Bây giờ chúng ta dùng thời gian, chúng ta dành thời gian để cầu nguyện trong giờ phút này. Mời chị Linh cầu nguyện. Chúa ơi, mừng Chúa cho chúng con từng lễ qua được bình an. Giờ này chúng con cùng của Chúa được thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa vì những điều chúng con học buổi tối nay. Chúa dùng những giáo sư để có những cái bản phân tích đối chiếu các sách Tin Lành để chúng con dễ nhận ra, dễ hiểu được lời của Chúa. Rồi khi chúng con tin Chúa lâu năm, chúng con nghĩ rằng những cái điều này chúng con biết rất là rõ. Nhưng mà khi mà có cái sự khảo sát như thế này thì chúng con thấy rằng chúng con cũng còn nhiều điều thiếu sót cần phải học hỏi. Xin Chúa giúp đỡ cho chính mình con cũng như hết thảy anh chị em con mỗi ngày để gần với Chúa nhiều hơn, để qua những cái sự Giáng sinh của Chúa, qua những sách Tin Lành để giúp chúng con chẳng những hiểu để chúng con tin Chúa mà chúng con còn có thể giải thích, nói về Chúa, giúp đỡ người khác nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho thể chúng con. Cảm ơn Ngài. Chúa dùng mục sư để giúp và dạy dỗ chúng con. Xin Chúa cho lời của Chúa thấm nhuần trong đời sống chúng con để mỗi ngày chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Vì sự giáng sanh của Chúa quá là kỳ diệu qua những con người mà Chúa dùng đây. Thì Chúa ngày hôm nay Chúa cũng giáng sanh trong mỗi đời sống chúng con để mỗi ngày chúng con nuôi dưỡng Chúa và được sanh cha Chúa Giê-xu ra trong đời sống chúng con giống như Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì những điều chúng con học buổi tối nay. Chúng con thành tâm một cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. 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 Cảm ơn. Chúng ta có điều gì cần cầu nguyện với Chúa trong giờ này không, hay là điều gì chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có thể nêu lên. Tuần tới là đã đến Summer Camp. Thì ít nhất là có 200 cháu sẽ tham dự. Ông mà mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu cho tôi biết rằng cái đường link đó để trên cái web để báo cho mọi người biết chỉ trong 2 tuần. 2 tuần thôi là đã fill up. Thì 200 người đã đăng ký liền trong 2 tuần. Và
ông bà nói rằng một số bây giờ phải ở trong cái waiting list, tức là danh sách chờ đợi, và hy vọng năm tới sẽ có một cái trại khác lớn hơn và có sức chứa lớn hơn. Đó là điều mà ông bà cũng cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cầu xin với Chúa để sẽ có một cái nơi lớn hơn nữa. Và cảm ơn Chúa. Hội thánh tôi đi ít nhất là khoảng 25 người. Và Chúa cho thứ nhất là đi bình an, rồi tất cả các cháu được khỏe mạnh, rồi chuyến bay không có bị delay, rồi đến nơi thì chúng tôi đón Uber, mọi sự tốt đẹp, có nhiều điều để cầu nguyện. Dạ, xin Chúa hướng dẫn mọi sự, ban ơn cho diễn giả, ban ơn cho các cháu. Và tôi đặt hy vọng rất nhiều ở trong summer camp này là Chúa sẽ kêu gọi một số cháu để mà dấn thân hầu việc Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa mục sư, tới ngày đó là đưa mấy cháu ra phi trường không mục sư? Dạ. Ngày 21. Tôi cũng hỏi thăm là có bao nhiêu người sẽ đến đây, rồi tôi cũng chưa biết được cái thông tin chính xác. Nhưng mà nếu biết được thì tôi sẽ báo cho các anh chị em, nếu cần sự giúp đỡ gì thì nhờ anh chị em giúp đỡ giùm. Dạ. Rồi còn điều nào nữa không? Chính xác là cái ngày nào đưa ra phi trường mục sư? Dạ, thứ sáu. Thứ sáu, ok. 22 tây. Dạ, sáng sớm. Thì tôi nghĩ là phải đi sớm, chứ không có đi trễ, trễ nó kẹt xe, cái nó trễ luôn. Dạ. Sớm là khoảng 6 giờ đi được rồi. Dạ. Vậy là sáng sớm là có nhiều người giúp mà. Dạ, sáng sớm giờ đó tôi nghĩ kiếm được nhiều người, tại vì họ đưa ra rồi họ đi về, họ đi làm cũng ok, cũng không có cũng không có ảnh hưởng tới công việc của họ nhiều. Dạ. Cái giờ đó thì cũng ok. Vậy chắc là cái đêm đó nhà mục sư chặt hết á. Dạ, có thể. Dạ, bữa thầy Hiền á, thầy Hiền qua đây 9 người. 9 người. Gia đình tôi 4 người nữa là tới 13 người ở cái nhà con nhận nó đầy ở trong nhà luôn. Nhưng mà rất là vui. Mục sư cứ sắp xếp anh em mà lên tới đó rồi ở đây mình người trên đây sẵn sàng đưa đi. Ok, dạ rồi, để hỏi thăm mấy anh em. Dạ, có gì chị cũng chị cũng lên đưa được. Dạ. Chắc không cần chị Linh đâu, chị Linh xa quá, nhưng ở đây là đủ rồi đó, tôi tính hết rồi. Nếu có nữa thì một số anh em thì họ nói là họ không có đến đây, nhưng mà họ đi ra thẳng phi trường luôn cũng có nữa. Thế nên tôi nghĩ là ok, tôi nghĩ là đủ người, không có sao. Rồi còn điều gì nữa chúng ta cầu nguyện với Chúa. Rồi, dạ, không nghe mẹ ở đây. Dạ rồi, quá khỏe. Bác Huệ không có thấy nói gì hả? Ok. Dạ rồi, chúng ta cầu nguyện ha. Ôi là Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Vì tình yêu của Chúa thật lớn lao. Chúa yêu chúng con. Và Chúa cho chúng con hiểu được câu chuyện mầu nhiệm về sự Giáng sinh của Chúa. Nó khác với sự Giáng sinh của Phật hoặc là bất cứ một con người nào khác. Và càng học chúng con càng thấy Chúa thật là vĩ đại. Và chúng con biết rằng Chúa là đấng dựng nên con người của chúng con. Từ trước vô cùng, Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài bằng lòng mang lấy thân xác của con người. Và khi Ngài bằng lòng mang lấy thân xác con người, thì gọi Chúa là con của Đức Chúa Trời. Nhưng không phải Chúa là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà nhiều người bị confused và từ đó đưa ra những tà giáo. Và chính sứ đồ Giăng ông cũng nói rất rõ, ai không công nhận Chúa Giêsu mang lấy thân xác của con người là kẻ chống nghịch đến Christ. Và xin Chúa cho chúng con hiểu được giáo lý mầu nhiệm này. Có những điều mà trí óc hạn hẹp chúng con không thể hiểu hết được, nhưng mà chúng con cần phải tin. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, con cầu nguyện đặc biệt cho Summer Camp vào ngày thứ sáu này cho đến ngày thứ hai.
Và cảm ơn Chúa vì ít nhất là 200 em sẽ tham dự. Còn một số em nữa đang ở trong waiting list. Và con không biết rằng ông bà mục sư có sắp xếp được không, vì nó đã quá tải so với sức chứa của camp. Nhưng mà họ với lòng mong ước rằng năm tới camp sẽ lớn hơn và sẽ di chuyển đến một nơi khác. Và xin Chúa cho họ tìm được một nơi khác lớn hơn và tốt hơn. Con cảm ơn Chúa. Và Ngài ban ơn đặc biệt trên các diễn giả. Ngài mở lòng các con, các cháu chúng con, để những cháu nào chưa gặp Chúa sẽ gặp được Ngài. Những cháu nào đời sống chưa được thay đổi sẽ được thay đổi để trở nên một con người mới. Và những cháu nào đã được thay đổi rồi, Chúa kêu gọi các cháu để trở nên người hầu của Chúa, trở nên người dạy kinh thánh, trở nên người hướng dẫn thờ phượng. Và khi các cháu trở về thì sẽ có một sự thờ phượng hoàn toàn thay đổi tại hội thánh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Bởi trong cái chuyến đi thì chúng con thấy rằng đi rất đông và bệnh thì vẫn còn, có những người vẫn có bị bệnh. Và xin Chúa gìn giữ bảo vệ chúng con. Rồi trong những ngày ở tại đó, xin Chúa thêm sức cho chúng con để rồi có sức khỏe, bởi vì ngủ tập thể. Và con thấy những cái giường thì giường chồng lên nhau và nằm san sát với nhau. Thì một cái phòng như vậy thì cũng đông em ngủ với nhau, cho nên nó cũng không phải là dễ ngủ đối với những người không quen. Thì con thấy rằng rất khó. Và cũng có những người lớn như con chẳng hạn, đôi lúc ngủ nếu có ngái thì cũng rất là ngại. Và con cũng muốn là phải tìm một cái chỗ nào khác để không gây ảnh hưởng cho những người khác. Và Chúa ơi, chúng con cũng chưa biết nó như thế nào, nhưng mà chúng con dâng trong tay của Chúa để rồi chúng con không có gây phiền hà cho những người khác. Và Chúa cho chúng con ngủ ngon giấc và không có làm phiền những người khác trong cái giấc ngủ của họ. Và những điều, có nhiều điều mà chúng con suy nghĩ. Và xin Chúa cho để mọi sự tốt đẹp, máy bay không bị delay, và chúng con đến nơi bình an. Rồi chúng con cũng gọi những cái Uber, họ cũng sẵn sàng đến để đón chúng con và đưa trở về trại, cũng như là khi chúng con trở về lại mọi sự. Rồi anh em ở đây cũng sẵn lòng mở cửa đón chúng con, đưa chúng con ra phi trường. Xin Chúa ban phước lại cho họ tất cả. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con kính dâng tất cả các anh chị em trong tay Chúa, các anh chị em trên đường dây đời sống mới, các anh chị em trong thánh đức tin của chúng con. Và Chúa cho mỗi người thêm lòng yêu mến Chúa, học lời Chúa nhiều hơn, hiểu lời của Chúa và dâng những gì mình có cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha đến, ý Cha nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con một ngày đúng ngày. Xin tha thứ tội lỗi của con như chúng con tha phạm tội chúng con. Xin để chúng con cầu nguyện cam dỗ công cứ cho tôi của điều ác ác, vì nước quyền vinh hiển từ người Cha đời đời cùng. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Để chúng nói chuyện với chị thử coi xem như thế nào. Nhưng mà tuần sau là ở trại rồi. Dạ. Okay. Rồi, chú ban phước cho tất cả các anh chị em. Dạ, chú ban phước cho mục sư. Dạ. Chú ban phước sư và các gia đình cùng với các cháu đi bình an. Trong danh thánh của Ngài. Amen. Yeah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư, xin Chúa ban phước cho cả nhà. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ban phước cho mục sư. Dạ, chào cô Phương, rồi chào cô Sương nữa. Nay cha mình nhớ cầu nguyện Chúa cho đi trại của các cháu với ban tổ chức. Chúa ban phước cho mọi cho họ. Dạ. Nhớ ngày phúc. Ở đây cũng nhớ để cầu nguyện cho cái này. Amen. Amen. Đặc biệt cho những thế hệ tiếp nối. Đúng rồi. Yeah, tôi thì rất quan tâm tới thế hệ trẻ. Dạ. Phải có những con người đứng lên để lo cho thế hệ trẻ, chứ không có là không được. Mục sư sẵn thánh nào? Ôi, thánh con sẵn nói ngày nào đi về với mục sư. Dạ, ngày sáng sớm thứ ba.
sáng sớm thứ ba. Dạ. Yeah. Nó khoảng đâu cũng dễ. Thì tôi quên rồi, nhưng mà đâu khoảng 1-2 sáng nữa. Sáng sớm thứ ba mới về tới. Yeah. Cái đó nếu mà tư phải bàn kỹ luôn, đừng có biết đi đón. 2 giờ sáng là về Atlanta nè không sư. Cái giờ đó tới cái giờ đó chứ không có tới cái giờ kia. Mục sư phải coi kỹ lại để bàn trước á, để biết chuẩn bị ở đây đây đón làm okay, sao. Ok, dạ rồi. Không, tôi thì anytime mục sư. Dạ. Các cô các chị có con đi là cũng nhớ rồi, cho nên giờ đó không bận cấp mấy chăng nữa cũng ra gặp con mình à. Ồ. Ông không phải. Dạ. Đến khoảng 6 giờ sáng. 6 giờ sáng, 5 giờ 48 sáng thứ ba. Dạ. Đến giờ sáng. Cũng dễ đón dạ, luôn. 5 giờ 48 tới nhưng mà cũng lây hoay đời kia cũng phải 6 giờ mấy mới ra khỏi trường được. Dạ cái giờ đó cũng okay. Dạ. Cái giờ đó thì cũng cũng không đến nỗi tệ. Sư chuyến bay hãng nào sư? Delta. Delta. Rồi bên dạ. Sau. Dạ. Đúng rồi, Delta là chiếm lĩnh cái khu sau luôn á, đúng rồi. Dạ, Delta bên sau. Cả các chuyến bay khác thì nó bên nọ. Đúng rồi. Dạ, Delta nó kia như là chiếm lĩnh Atlanta này luôn ha, anh làm lớn quá ha. Dạ. Rồi thôi chào hết anh chị em. Rồi chị Ánh khỏe chưa? Chị Ánh bây giờ là khỏe. Ồ, oh, tốt quá. Yeah. Chào chị Ánh. À, okay. Chào Phúc. Dạ. Dạ. Mọi người nha. Dạ rồi. Chào ông Phước. Dạ, good night. Chào cả nhà. Dạ ba cả nhà. Vâng, bước cô Sương. Rồi cả nhà, chúc ba phước cho cả nhà, chúc ông phước cho ông sư. Dạ. Ông sư, ông sư. Sương, cô Phương nữa. Dạ, yeah, bye bye. Dạ, yeah, bye. Bye. Dạ. Bye Phúc nha. Dạ, yeah, bye Phúc. Cảm ơn sư. Dạ. Yeah.